chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Taiko. Thì một trong những cái máy đánh bóng lệch tâm mà nhiều anh em thợ lâu năm làm về chăm sóc xe hay làm về đồng sơn hay sử dụng hay ưa chuộng, đó là máy đánh bóng lệch tâm M15 của thương hiệu Maxai, một trong những cái thương hiệu mà Taiko đang là nhà phân phối chính thức tại Việt Nam. Thì trong cái chủ đề video lần này, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cái máy đánh bóng lệch tâm M15 mà Taiko đang cung cấp. Thì cũng như nhiều những cái video mà tôi đã giới thiệu về các loại máy đánh bóng lệch tâm, thì trước khi mà vào cái phần demo để cho các bạn biết về cái máy đánh bóng lệch tâm M15 Pro của thương hiệu Maxai này, thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn về những cái ưu điểm của loại máy này. Thì cái ưu điểm đầu tiên của cái máy đánh bóng lệch tâm M15 Pro của Maxai này, đó là cái động cơ của nó được cải thiện, đảm bảo cái mô men xoắn và công suất mạnh hơn trên mọi bề mặt. Cái ưu điểm thứ hai đó là nó dễ dàng đánh bóng ở cả những cái chi tiết nhỏ, không để lại những cái vết xoáy và cái vết chảy xước trên cái bề mặt của sơn xe. Cái ưu điểm thứ ba đó là nó làm mất vết xoáy ở những cái màu đậm, nơi dễ dàng hấp thụ ánh sáng. Cái ưu điểm thứ tư đó là công suất của cái máy đánh bóng này nó lên đến 1000W. Chính vì vậy mà nó có thể loại bỏ được khuyết điểm trên cái bề mặt một cách dễ dàng và nhanh chóng. Cái ưu điểm thứ năm của cái máy đánh bóng này đó là cái nút điều khiển này nó có phông chữ lớn, và chỉ cần một cái thao tác là đã có thể là thay đổi cái tốc độ một cách dễ dàng. Cái thứ sáu đó là phần thân máy này được làm từ những cái chất liệu rất là cao cấp, chính vì vậy mà nó có khả năng chịu nhiệt và cái sức va đập lớn. Cái ưu điểm thứ bảy đó là cái tính năng khởi động mềm, nó đảm bảo cho không bị treo máy và gây ra những cái lỗi trên bề mặt sơn trong quá trình sử dụng. Cái ưu điểm thứ tám đó là nó có bộ kích hoạt lý tiến cho phép tốc độ một cách chính xác trong quá trình sử dụng. Cái ưu điểm thứ chín đó là nó được thiết kế đối trọng bằng thép không gỉ và gia công trên cái công nghệ CNC. Cái ưu điểm thứ 10 đó là đầu máy nó có công nghệ tản nhiệt, chính vì vậy mà không gây nóng máy và an toàn khi mà sử dụng. Cái ưu điểm thứ 11 đó là cái tay nắm của nó được làm bằng cao su sần, chính vì vậy mà rất là thuận tiện trong cái quá trình nắm giữ và sử dụng để đánh bóng. Cái ưu điểm thứ 12 đó là nó giảm thiểu được cái độ rung với cái phiên bản thiết kế mới này. Thì vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu cũng như là demo
về cái máy đánh bóng lệch tâm M15 của thương hiệu Maxi mà Taiko đang là nhà phân phối chính thức tại Việt Nam. Các bạn khi xem video, nếu như còn những cái vấn đề gì thắc mắc, những cái vấn đề gì muốn hỏi rõ hơn, các bạn có thể gọi điện hoặc nhắn cho cái số Zalo ở phía trên màn hình, hoặc các bạn cũng có thể comment câu hỏi của mình cùng với số điện thoại xuống dưới cái video mà các bạn đang theo dõi, để nhân viên của Taiko sẽ gọi lại tư vấn miễn phí cho các bạn. Các bạn khi xem video, nếu như thấy hay và hữu ích, hãy nhớ bấm like và đăng ký kênh của Taiko để có thể theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại!